Dạ, chào anh em buổi sáng nha. Thì sáng nay em quay thêm một con máy thái nữa, mới về luôn. Thì số khung của nó đây 402332336 à. Đó, máy thái xịn luôn. Nhưng mà sơ sơ cho anh em xem con cuốn ở đây. Máy này dẫn 90% cho nên là con cuốn nó rất ít hao mòn, nó có độ chế gì lại nên. Mà nếu các bác muốn về zin là thì anh em bên em sẽ làm miễn phí thôi. Cái dàn chân ở đây thái bên cha đâu em luôn. Cảm ơn em nhiều nha. Bữa nay về đến 6 chiếc ha. Thì cái này là máy thái 100% 1747. Thì chút nữa anh em xuống mình sẽ quay chi tiết những chiếc cho anh em xem nha. Quay sơ sơ trước ha. Thì có phụ tùng kèm theo, có gì mình sẽ thay vô máy luôn. Đây cũng vậy. Rồi đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy cho khách nha các bác. Thì ra đây thì các máy các bác mua sẽ được làm bảo dưỡng miễn phí ha. Sơn đồng là miễn phí toàn bộ, phụ tùng thì mình có tặng kèm theo á. Đây, cái sơn của một khu máy cài nữa. Như mấy chiếc này đang làm đây. Chiếc này cũng đang gã hết ra. Chiếc này gã nhiều nữa đây nè. Này là đại tu luôn á. Đây, chiếc này giờ đang làm hộp số đã làm miễn phí ha. Cái khu vực này kia đâu vực mình chuyên vải máy ha anh em đó, nên có lượng máy thoải mái nha. Rồi, cảm ơn. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặt cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường, đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Ở phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây, 105, mình đang còn khoảng 6 chiếc ha.
Đây là những cái DC với máy gợp lút đó, máy thái xịn này, máy chạy lướt ha. Được rồi, bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em cứ lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Phía sau đây ha. Nhờ máy mình có để sẵn á, anh em cứ thích thì đến test máy à, nghĩ chiếc nào thì lấy chiếc đó ha.